Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trên tay của mình ngày hôm nay là hai chiếc máy gọi là vô đối ở trong khúc giá này. Một bên thì sẽ là Tecno Bova 4 Pro và một bên sẽ là Redmi Note 11. Mức giá của cả hai con này ở thời điểm hiện tại thì nó xem nhau tầm khoảng 4,2 triệu. Thì với mức giá như thế, bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh để xem rằng là đâu sẽ là chiếc máy đáng mua nhất các bạn nhé. Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế. Đối với lại trên cái chiếc Redmi Note 11 cũng như là chiếc Tecno Bova 4 Pro thì nó đều có cái phong viền giờ đây là đều được vát phẳng hết rồi này. Kèm với đó là về phần mặt lưng ấy, thì nếu như các bạn là một người thích cái sự tối giản thì mặt lưng trên cái chiếc Redmi Note 11 nó sẽ là lựa chọn ưu tiên lên hàng đầu. Còn nếu như bạn là một người mà thích mặt lưng nó có phần là nổi bật và có điểm nhấn thì lựa chọn chắc chắn sẽ là Tecno Bova 4 Pro rồi, với họa tiết cái vết nứt nham thạch ở đây trông rất là đẹp và cực kỳ ấn tượng. Chất liệu thì cả hai con này đều được làm từ nhựa thôi. Về phần mặt trước ấy, thì nó sẽ có hai cái trường phái khác nhau ở chỗ đó là Tecno Bova 4 Pro nó sẽ sử dụng cái màn hình là giọt nước, trong khi là Redmi Note 11 thì nó sẽ sử dụng cái màn hình đục lỗ. Về mặt thẩm mỹ thì mình thấy rằng là đục lỗ chắc chắn nó sẽ đẹp hơn so với là giọt nước rồi. Tuy nhiên thì cái viền cạnh dưới, tức là cái cằm của cái chiếc Tecno Bova 4 Pro này nó lại mỏng hơn một nửa so với lại cái chiếc Redmi Note 11. Thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Đó thì tùy thuộc vào gu của mỗi người thôi. Ở đây thì mình thấy rằng là hai cái trường phái nó đối lập hoàn toàn, cho nên là mỗi người mỗi sở thích, mỗi gu thẩm mỹ riêng. Và nếu như cá nhân mình thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cái form thiết kế trên cái chiếc Tecno Bova 4 Pro này, vì nó trông có phần là ấn tượng hơn về mặt tổng thể so với lại cái chiếc Redmi Note 11. Về phần màn hình thì cả hai em này nó đều xem nhau. Kích thước màn hình thì trên cái chiếc Tecno Bova 4 Pro này nó sẽ lớn hơn một tí. Tuy nhiên thì rõ ràng là về mặt chất lượng hiển thị là nó xem nhau, từ mặt độ sáng, chất lượng chi tiết đến màu sắc luôn, nó đều xem. So với lại thế hệ trước đó thì Tecno Bova 4 Pro giờ đây nó cũng đã có được cái tấm nền AMOLED rồi, hiển thị rất là đẹp và cực kỳ chất lượng. Tần số quét cũng là 90Hz rất là mượt mà, tương tự như là trên cái chiếc Redmi Note 11 này các bạn nhé. Cho nên về mặt gọi là hiển thị thì mình đánh giá hai con này nó xem nhau. Vậy còn về mặt hiệu năng thì sao? Hiệu năng thì chắc chắn sẽ là một điểm cộng cho cái chiếc Tecno Bova 4 Pro rồi, vì chúng ta giờ đây đã có con chip Helio G99, có thể là tự tin là một trong những cái con chip mà 4G giá rẻ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. 4 triệu đồng thì rõ ràng là con Helio G99 đã đập chết con Snapdragon 680 rồi, vì cơ bản là hiệu suất nó gọi là nó nhỉnh hơn gấp đôi, nên là các bạn sẽ có một cái khoảng trải nghiệm tốt hơn so với lại cái chiếc Redmi Note 11 là điều chắc chắn. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái sự thay thế nào đáng lý ra ấy, thì so với lại cái thế hệ của Tecno Bova 4 Pro này trong cùng phân khúc thì nên đợi con Redmi Note 12. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa có trên tay, thì thôi cứ đưa cái em Redmi Note 11 này vào đại diện các bạn nhé. Đó thì rõ ràng là hiệu suất nó hơn gấp đôi rồi. Về RAM và ROM thì RAM trên cái con Tecno Bova 4 Pro này thì nó có RAM lên tới là 8GB, trong khi con Redmi Note 11 này nó chỉ là 4GB thôi, cũng là một khoảng chênh lệch. Loa kép thì cả hai con này đều có, jack tai nghe cả hai con này cũng đều có. Loa kép thì chất lượng nó xem nhau, tuy nhiên thì có phần về chất âm ấy thì mình sẽ đánh giá cao cái chiếc Redmi Note 11 hơn một tí. Còn lại thì nói chung là nó không có cái sự khác biệt gì quá nhiều cả. Còn về phần camera, đối với cái bức ảnh đầu tiên thì các bạn có thể thấy được rằng là mặc dù là trong cái màu da của con Redmi Note 11 nó tối nó sẫm màu đấy, nhưng mà chi tiết tổng thể thì nó lại tốt hơn rất nhiều so với lại bên cái chiếc Tecno Bova 4 Pro. Bova 4 Pro thì không hiểu sao mà nó kiểu dạng nó đẩy shadow lên đó các bạn à. Nó không có một cái tương phản và chi tiết nó mất hết luôn. Đấy, đây là một bức ảnh gọi là chụp ngược sáng, và ngược sáng này là ngược sáng trong phòng nhé. Điều kiện nó cũng hơi phức tạp một tí cho hai chiếc máy giá rẻ như thế này. Sang đến cái bức ảnh thứ hai thì các bạn có thể thấy được rằng là về phần màu sắc cũng như mức độ tương phản, một lần nữa thì mình thấy rằng là trên cái chiếc Redmi Note 11 nó làm tốt hơn. Tuy nhiên thì khi mà zoom vào thì mình thấy là chi tiết của cái chiếc Tecno Bova 4 nó sẽ nhỉnh hơn một tí về cái phần noi, tại vì nó cũng noi hơn nên thành ra chi tiết cảm thấy là nó sẽ nét hơn. Sang đến bức ảnh cuối cùng thì mặc dù là cái chiếc Redmi Note 11 nó bị sai màu, quả cherry nó đã chuyển sang màu hồng rồi, tuy nhiên thì chi tiết khi mà zoom lên thì nó vẫn giữ lại rất là tốt, và mức độ tương phản thì nó cũng sẽ cao hơn so với lại cái chiếc Tecno Bova 4 Pro. Tuy nhiên đối với lại Tecno Bova 4 Pro thì gần như là nó bị mất hết chi tiết, có thể là trong cái điều kiện thiếu sáng quá nên thành ra là cái chi tiết nó bị mất đi khá nhiều, vì nó sử dụng cái thuật toán là khử noi đó các bạn à. Đối với lại cái bức ảnh này thì nó lại là không có bị noi như là cái bức ảnh mà chụp cái lọ 530, lọ vệ sinh.
Đấy, thì chắc có lẽ là trong điều kiện gọi là nó xem như là đủ sáng thì nó sẽ không có sử dụng phần mềm để nó khử noi. Còn khi mà sang cái điều kiện mà nó thiếu sáng, nó âm u như thế này ấy, thì rõ ràng là nó sử dụng phần mềm thực toán nhiều, thành ra là bị mất chi tiết. Nói chung về xử lý ảnh thì không có một con nào gần như là nó tốt hơn hoàn toàn các bạn à. Đây là mình chụp trong điều kiện nó thiếu sáng để mà nó cho ra được cái kết quả chênh lệch rõ nhất. Nên là các bạn có thể là lựa chọn thông qua cái phần phân tích của mình để xem rằng là cái camera của con nào nó phù hợp với lại cái gu của mình hơn. Ở đây thì mình thấy rằng là về phần dung lượng pin cũng là một điểm mà chiếc Tecno Bua 34 Pro nó sẽ hơn, cộng với đó là phần sạc nữa. Thật sự là nếu như xét về cái dung lượng pin là khoảng 6000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc là 45W thì nó phải gọi là vô đối trong khúc giá này rồi. Về thời gian sử dụng pin cũng như thời gian sạc pin thì nó nổi bật nhất ở trong phần khúc giá rẻ này đó. Cho nên là không có lý do gì mình lại lựa chọn cái chiếc Redmi Note 11 này cả. Kèm với đó là về phần giao diện người dùng thì MIUI ấy, nói chung là đến bây giờ mình thấy là nó hơi có phần hơi nhàm chán. Sang cái giao diện iOS của Tecno thì mình thấy là nó có một cái gì đó nó mới mẻ, chuyển động cái thứ này kia thì nó cũng cực kỳ mượt mà. Cộng với việc Tecno Bua 34 Pro nó cũng có tần số quét cao nên là sử dụng nó rất là mượt, giao diện đẹp cái thứ này kia. Nên một lần nữa thì mình cũng sẽ ưu tiên cộng cho cái chiếc Tecno Bua 34 Pro này. Nói chung là về mặt tổng thể thì gần như là Tecno Bua 34 Pro nó nổi bật hơn rõ so với lại cái chiếc Redmi Note 11. Một phần là tại vì đây là cái thế hệ được xem như thế hệ trước, thế hệ cùng thời với lại Tecno Bua 33, nên là nhiều thứ nó sẽ không thể nào cập nhật được như là trên cái chiếc Tecno Bua 34 Pro. Tecno Bua 34 Pro thì nó là một cái chiếc điện thoại mới hoàn toàn, nên gần như là về mặt phần cứng là nó vượt trội hơn so với lại cái chiếc Redmi Note 11 này. Vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.